Xin kính chào bà con cô bác khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Cổ Giáo Nguyễn. Ngày hôm nay em mang lên tới cho bà con cô bác, cô chú anh chị một số cái món đồ mà em sưu tầm được, vừa độc lạ vừa có đồ gốm tàu cổ đó, một số cái đồ món đồng cổ nền văn hóa Chăm Bà Ốc Eo mà em đã sưu tầm được trong thời gian vừa qua đó. Ngoài ra thì em có cả một số cái tranh gỗ nè, nó đôi rồng tượng mẹ Quan Âm đó, những cái món đồ khác như là một cái đồng hồ nè, hoặc là một cái nón nhôm, một cái nón bố. Thì em giới thiệu sơ qua từng cái món đồ, tại vì nhiều khi cái thời lượng cái video nó dài cho nên em giới thiệu không hết đó. Bà con cô bác, cô chú anh chị mình coi cái đoạn video của em mà mình để ý món nào mà em chưa giới thiệu được á, thì mình cứ nhắn tin, mình gọi điện cho em qua số điện thoại cũng là Zalo 0774 814 824 ha. Em sẽ gửi hình ảnh cũng như là gọi trực tiếp cho bà con cô bác, cô chú anh chị mình xem luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu từng cái món đồ trong cái đoạn video ngày hôm nay. Em cũng rất cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người xem đến đây sẽ cho em một cái lượt like. Đó, bà con cô bác anh chị nào mình chưa đăng ký kênh của em thì mình có thể bấm vào nút subscribe màu đỏ nha. Rồi bây giờ em sẽ dời cái máy góc quay lại gần hơn chút xíu. Đó. Rồi thì đây em chỉnh lại rồi ngay cái màn hình luôn. Món đồ đầu tiên em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị là một cái đôi trâu. Đây là một cái đôi trâu và đồng hai con trâu ối lộn có hai đứa bé đó, một là mẹ trai và một cái gái đang cởi trâu ha. Đó, hai con trâu là chất liệu bằng đồng nha bà con cô bác anh chị. Đó, ở dưới thì không có mọc không gì hết. Hai đôi trâu này là một món đồng mỹ nghệ trưng bày, bà con cô bác cô chú anh chị có thể mua về để mình trưng bày. Rồi hai em cái đôi trâu này thì có cân nặng 2,9 kg ha, cân nặng 2,9 kg, nhìn rất là đẹp ha, nhìn về trưng bày là trên mà bàn làm việc cơ tủ kiến thì rất là đẹp nha. Đó, cân nặng là 2,9 kg. Em xin phép giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị đôi trâu này là 1.800.000 đồng. Em quên đó, kích thước nữa, cân nặng của một đôi là 2,9 kg, chiều dài của mỗi con trâu là tầm 24 cm ha, chiều cao tính từ đứa bé xuống chân trâu là khoảng 17 cm đó. Rồi em xin nhắc lại cái đôi trâu này em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị với giá là 1.800.000 đồng nha. Em xin đi qua món đồ kế tiếp. Này, ở trên tay em là một món đồ gốm, trong này em có 4 cái nhẫn. Nhẫn này là nhẫn bạc Mỹ nha bà con của anh chị. Đó, mà em sưu tầm được. Đó. Đây em có 4 cái thì cái ni tay là từ 18 đến 20 nha. Đó, rất là đẹp luôn. Thì mấy cái hộp trên đây là mấy hộp nhà em nhọc nhựa thôi nha, giá trị không cao. Bà con cô bác mình có thể mua về để mình làm quà tặng hoặc mình đeo cũng cho vui, cho đẹp. Ở bên mỗi cái nhẫn này thì thường nó sẽ có năm, có số 5 hoặc là cái hình gì đó, hình dù, hình đại bàng hay gì đó. Đây. Bên còn lại thì là chữ đó, em cũng đang đeo một cái nè đó, em mà ăn kim cho nên em hợp với màu vàng cho nên em lựa một cái em đeo nè, đẹp lắm ha. Đó, như phải chi mà cái hộp này hộp thiệt cái nên là còn đẹp nữa. Rồi thì bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý cái nhẫn bạc Mỹ này thì mình cứ nhắn tin gọi điện với em nha, giá một cái thì vô cùng hạt rẻ luôn đó, 1.000.000 đồng cho một cái này, bà con cô bác mình cứ liên hệ với em. Rồi thì đó là 4 cái nhẫn bạc Mỹ. Rồi món đồ tiếp theo đi kèm đó là một món đồ gốm. Đây thì giờ em giới thiệu tới cái nào chụp được cái nào em giới thiệu cái đó ha. Đó, trên tay em đang cầm là cái này nó giống như một cái bát nhang gốm ha. Thì theo như em tìm hiểu á, cái này là một cái món đồ gốm đời Tống nha, một mấy món gốm tàu cổ mà em gom về được. Nói chung là gom những cái đồ này là cũng do duyên mình may mắn thôi, thì em thấy nó hay, nó đẹp, nó độc lạ em gom về. Thì như bà con cô bác cô chú anh chị có thể thấy ở trên màn hình đây ha, cái món đồ gốm tàu cổ này nó có rất là nhiều cái đường này, đường tơ ha, đường tơ đó, nó chạy dài kiểu như là theo thời gian năm tháng thì những cái món đồ này nó xuất hiện những cái đường này, và gọi là càng lâu thì những cái đường này nó sẽ càng dễ nứt ha, nó hình thành cái đường nứt ha. Rồi bên dưới thì có những điểm chỗ ốc trâu như thế này đó, và có những cái điểm tiếp xúc với cái mặt phẳng thì nó bị lột men đó. Món đồ rất là đẹp, một cái mà bát nhang đời Tống rất là đẹp.
Đường kính này là 14 cm, chiều cao là gần hơn 5.5 cm nha. Giá em giao lưu với mọi người cái bát nhang đệ tống này là 4 triệu đồng thôi nha. Bà con của bác cô chú anh chị ưng ý nhắn tin gọi điện với em ha. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con của bác cô chú anh chị một bộ gồm 6 cái chén và 6 đôi đũa. Đây, như tay em đang cầm 6 cái chén và 6 đôi đũa đó, rất là đẹp luôn. Chất liệu là bằng đồng nha bà con của anh chị. Ủa bằng này, đây là bộ gồm 6 chén và 6 đũa bằng đồng nha bà con cô bác cô chú anh chị. Thì những cái đôi đũa này thì đều được khảm nổi hình rồng, rất là đẹp luôn. Em coi đúng không, hình con rồng quấn gì nè, giống hình rồng đúng không, rất là đẹp luôn đó. 6 đôi đũa, còn mỗi cái chén này thì có những cũng là được chạm hình rồng luôn, hình rồng rất là đẹp luôn, hình song long, và nó có được khắc lọng bên trong. Thì em nghĩ là cái công dụng của cái lỗ này là để thoát hơi á, để khi mà đồ ăn nóng để vô á thì mình cầm á, mình không có bị nóng tay đó. Và những cái lỗ này chính là lượng cái lỗ thoát hơi. Thì ở đây em có một bộ gồm 6 đôi đũa. Thì mỗi một đôi đũa có đường kính, có lộn, có chiều dài là 24 cm nha. Mỗi một cái chén thì có đường kính là 11 cm, chiều cao là khoảng 5 cm. Em xin phép giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị bộ 6 chén và 6 đũa này với giá là 2.4 triệu đó. Thì mình có khách quý mình sử dụng cái bộ này để đó đón tiếp khách quý thì rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì nhắn tin gọi điện với em. Tiếp theo em giới thiệu bà con cô bác cô chú anh chị một số cái món đồ đồng đó, đồ đồng cổ Champa mà em sưu tầm được trong những ngày vừa qua. Thì ở đây là em có một cái hình con chim, một cái món đồ đồng hình con chim đó, nhìn rất độc lạ luôn. Phía trên nắp này thì có chữ nè đó, dưới nè, nhìn rất là đẹp luôn đó. Những cái món đồ đồng này là thuộc theo như em tìm hiểu được, thì nó thuộc cái nền văn hóa Champa ốc eo cổ ha. Thì cũng do cái duyên mà em sưu tầm được đó. Thì cái tượng con chim này có cân nặng là 1.7 kg 1.8 kg ha, chiều cao đây mất tiêu rồi, chiều cao là 20-27 cm nha, bề ngang là khoảng 16 cm đó. Giá em giao lưu với bà con cô bác anh chị cái bức tượng đồng cổ này với giá chỉ là 6 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị thích thì mình sẽ sưu tầm, mình liên hệ với em. Tiếp theo em có một cái bình đồng, thì cũng là nằm trong những cái món đồ đồng cổ Champa, nhưng mà đặc biệt đó là cái bình đồng này cũng có những cái chi tiết được khảm bạc rất là nhiều đó, những chi tiết khảm bạc rất là nhiều luôn, nó nhìn rất là đẹp luôn. Những cái mẫu đồ đồng mà khảm bạc hoặc là khảm vàng thì thường dùng cho quan lại cao cấp hoặc là vua chúa thôi nha, thời kỳ nào cũng vậy thôi, gắn liền với bạc vàng kim loại quý là chỉ dành cho những người cấp cao ha. Đó, trên đây những cái chữ là họa tiết hoa văn đều đánh được mạ bạc, rất là đẹp, khảm bạc chứ đó. Kiểu dáng cũng rất là độc lạ nữa, nhìn như con chim nhá. Bình này thì có cân nặng là 1.6 kg nha, 1.6 kg, chiều cao là 21 cm, bề ngang thì khoảng 12 cm nha. Cái bình khảm bạc này em xin phép giao lưu với mọi người giá là 7 triệu đồng nha đó. Bà con cô bác cô chú anh chị nào ưng ý sưu tầm những cái món đồ này, món đồ đồng cổ này thì liên hệ với em. Tiếp theo thì em cũng có một cái bình, một cái món đồ đồng Champa cổ khảm bạc nữa. Đây là một cái bình giống như bình trà, cái nắp thì hình con rắn nè, cách điệu hình con rắn đó, nhìn rất là đẹp luôn, chi tiết khảm bạc cũng rất là nhiều luôn. Một món đồ đồng cổ rất là đáng để sưu tầm. Cái bình này thì có cân nặng là 1.7 kg nha, bình này có cân nặng là 1.7 kg, chiều cao là 18 cm nha, và chiều dài thì gần 27 cm. Giá em giao lưu với bà con của bác anh chị cái bình đồng cổ Champa này là 8 triệu đồng nha. Món đồ tiếp theo mà em giới thiệu tới bà con cô bác cô chú anh chị là một cái đôi bình đọc sách đây đó.
Đôi bình độc sắc này hình dáng củ tỏi rất là đẹp. Đó. Cái phần miệng không cái bị mẻ gì hết. Đây là một cái bình gốm tàu cổ, một cặp gốm tàu cổ mà em sưu tầm được. Phần trung đáy rất là da, một đáy là 6 chữ. Và có rất là nhiều cái điểm nó bị co rút men nè, đó, cũng như là nó chỗ sắt ra, chỗ gỉ sắt ra rất là đẹp. Phần men sát đáy thì nó bị lột lên như thế này. Đó. Đây là một cặp nha, em có một cặp lên, đó, có bên kia. Do là cái góc quay nó hơi nhỏ xíu cho nên em giới thiệu cái này trước. Đó, một cặp như thế này em giao lưu với mọi người, giá là 6 triệu đồng thôi nha. Rất là giá rất là yêu thương cho một cái món đồ gốm. Gốm tập cổ mà sưu tầm như thế này. Đó, mình nhìn bên trong mình thấy cái điểm men nó co rút nè. Đây, kích thước thì cái bình độc sắc này có chiều cao khoảng 19 cm nha. Đường kính thì ra tầm 24 cm. Và em nhắc lại em giao lưu với mọi người, giá chỉ là 6 triệu đồng. Tiếp theo thì em giới thiệu với bà con của anh chị một tiếp đi. Nhưng em sẽ giới thiệu tiếp những cái món đồ đồng, những cái món đồ đồng trăm ba cổ mà em chưa giới thiệu hết. Đây là một cái bình hình kiểu như cách điệu ha, hình nó giống hình trụ nhưng mà cái phần bụng thì nó hơi to ra, nhưng nhìn khá độc đáo. Đây, còn cái bề mặt mình nhìn từ trên, mình nhìn từ trên xuống thì nó hình như thế này nè, khá độc đáo ha. Đó, rồi cái đế thì vẫn là hình tứ giác, hình trụ tứ giác như thế này. Trên đây rất nhiều chữ, chữ này em không dịch được luôn, không biết là bài thơ, bài văn hay câu đối hay là cái gì nữa, nó rất là nhiều luôn. Cái bình này thì có cân nặng là 79, chiều cao là 30 cm, bề ngang lớn nhất cái bụng là khoảng 11 cm. Rồi giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái bình đồng cổ nhiều chữ này là 6 triệu đồng. Bà con cô bác cô chú anh chị ưng ý thì cứ nhắn tin gọi điện với em. Tiếp theo thì em giới thiệu bà con cô bác cô chú anh chị một cái món đồ, một cái bình cũng là một cái món đồ đồng cổ khác mà em sưu tầm được. Thì giống như em nói vậy đó, các em cũng có một số món khảm bạc, đây là một trong những cái món đó. Thì những chi tiết như gọi đây là cái ký tự nè, cho đến họa hoa văn đều được khảm bạc. Và ngay trên cái nắp đây, cái nắp này cũng được khảm rất là đẹp luôn. Cái bình này rất là đẹp đó, từ cái kiểu dáng nè cho tới hoa văn họa tiết và những cái ký tự nè, khảm rất là đẹp luôn, rất là kỹ tinh xảo nha. Đây, ở bên trong thì vẫn còn đóng đất cát nha. Đa số những cái món đồ này là đều được đào từ dưới đất lên, cho nên em vẫn để nguyên đó, không có chùi rửa hay là đánh bóng hay là mới gì hết đó. Rất là đẹp nha, em quay cho bà con cô bác anh chị xem những chi tiết khảm bạc rất là đẹp. Em quay đó. Rồi thì cái bình này có cân nặng là 1,8 nha, cân nặng là 1,8, chiều cao là 26 cm. Và cái đường kính thì khoảng là 18 cm. Giá em giao lưu với mọi người bình đồng khảm bạc này là 8 triệu đồng nha. Bà con cô bác cô chú anh chị hết sưu tầm những món đồ đồng cổ như thế này thì nhắn tin gọi điện với em nha. Zalo và số điện thoại của em là 0774 814 24. Tiếp theo thì giới thiệu bà con cô bác cô chú anh chị một cái đôi đèn này, đem lấy hàng đôi ra rất là đẹp nha, đôi đèn này rất là đẹp. Đây mà không biết là để như vậy có được không? À được. Rồi, trên màn hình của bà con cô bác cô chú anh chị là một cái đôi đèn mà em sưu tầm được, rất là đẹp luôn. Đôi đèn này thì bên dưới cái phần đế này nè bằng đồng, rồi cái phần thân trên này thì bằng đá. Một số chi tiết đi thì kèm theo nó là cũng được bọc đồng nè, mà cái bầu này là bằng gốm nha, rất là đẹp luôn. Đó. Cái đèn này thì chiều cao tính luôn cái chắn gió luôn, bầu cái thủy tinh chắn gió luôn là 47 nha. Đường kính ngang của cái bầu này thì nó rơi vào khoảng là 12 cm. Đó. Cân nặng của nó là 1,9 kg nha. Rồi thì em xin phép giao lưu với bà con của bác anh chị cái đôi đèn này, đôi đèn đế đồng cho hân đá này, bầu gốm này là 5 triệu đồng đó. Bà con của bác anh chị thích sưu tầm cái đèn, mẫu đèn này thì nhắn tin gọi điện với em nha. Rồi, em xin giới thiệu tiếp đi. Tiếp một món đồ đồng trong đây. Thì trên tay, trên màn hình đây là một cái đỉnh.
theo như cái hình dạng của nó thì em thấy nó giống một cái đỉnh hơn, tại vì cái chỗ này nè nó được khắc lọng nè, để khói bay ra nè. Đó, đỉnh hai con công này thì có cân nặng là 2,8 kg nha, chiều cao là 29 cm nha, bề ngang lớn nhất khoảng 14 cm, rất là nặng nha, nhìn vậy nhưng mà rất là chắc, rất là nặng, 2,8 kg nha bà con cô bác cô chú anh chị. Đó, món đồ rất là đẹp, rất đáng để sưu tầm. Rồi thì một cái món đồ cái đỉnh đồng cổ này em giao lưu với mọi người giá là 6 triệu đồng nha. Đó thì em xin được phép em dừng cái đoạn video của em ở đây. Bà con cô bác cô chú anh chị mình ưng ý cái món đồ nào, hoặc là mình thích món đồ nào, mình cứ nhắn tin gọi điện với em, liên lạc với em qua Zalo, số điện thoại em có để trên màn hình ha. Đó, em rất là vui khi được tương tác với bà con cô bác cô chú anh chị. Trong cái đoạn video tiếp theo em sẽ giới thiệu những cái món đồ như là cái đôi tranh cá chép nè, đó, bức tranh chữ thọ nè, cái bức tranh treo tường, bức tranh có kiến, lồng kiến đó. Một hồi nữa em sẽ giới thiệu và cả những cái chum cổ nè, chum gốm tàu cổ, hoặc là cái thập gốm hoa nâu mà em cũng chưa giới thiệu được nữa. Đó, bà con cô bác cô chú anh chị mình cùng đón chờ trong những đoạn video tiếp theo nha. Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.